Ngày 19 tháng 7, hãng thông tấn Anatoly của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin hai sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và 6 người khác, trong đó có 5 cảnh sát bị thương trong một vụ tấn công vào đồn cảnh sát ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra cùng ngày. Hãng thông tấn này cho biết một nhóm người lạ mặt đã tấn công vào một đồn cảnh sát ở tỉnh Trabzon và chính quyền đang tiến hành chiến dịch truy quét những kẻ tấn công. Cùng ngày, hãng thông tấn Anatoly dẫn lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết nước này đã chính thức yêu cầu Mỹ dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị chính quyền Ankara cáo buộc chủ mưu cuộc đảo chính, về nước. Ông Yildirim cho biết đã gửi 4 tập hồ sơ bằng chứng về việc giáo sĩ Gulen liên quan đến cuộc đảo chính cho phía Mỹ.